Thông tin ban đầu, vụ thảm sát được phát hiện vào sáng nay 24 tháng 4, lúc 7 giờ sáng tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc công an tỉnh Bình Dương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra phá án. Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân được xác định là bà ngoại tên Cúc và hai cháu ngoại. Vụ việc được phát hiện khi một người con gái của bà Cúc đi làm về thì biến người phát hiện mẹ và hai cháu tử vong. Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đây là một vụ án giết người cướp tài sản. Thông tin từ cơ quan điều tra, các nạn nhân gồm Đào Thị Cúc, 54 tuổi, Trần Thị Quỳnh Nhi, 17 tuổi, Nguyễn Thị Bảo Ngân, 7 tuổi, cùng là cháu ngoại của bà Cúc. Cũng theo thông tin ban đầu, cháu Bảo Ngân ở gần nhà ngoại tối 23 tháng 4 có qua ngủ với bà ngoại thì gặp vụ việc đau lòng trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ.